Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với môn vật lý 2 của thầy. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần là định lý Gauss. Thật ra cái định lý Gauss này là một trong những cái kỹ thuật mà chúng ta có thể dùng nó để chúng ta giải các bài toán về điện trường. Chúng ta giải cái bài toán đi tìm cái cường độ điện trường. Thì để bắt đầu cái định lý Gauss thì chúng ta cần phải biết một số khái niệm cơ bản. Khái niệm đầu tiên mà chúng ta cần phải biết đó là chúng ta phải biết về cái thông lượng điện trường, cái electric flux, thông lượng điện trường. Thì thông lượng điện trường nó được định nghĩa là gì? Nó là cái việc chúng ta đi tính cái thông lượng điện trường đó, là cái việc là chúng ta đếm các đường sức mà nó xuyên qua một cái diện tích. Như vậy thông lượng điện trường xuyên qua một diện tích nó được thể hiện bằng tổng số đường sức từ trường xuyên qua cái diện tích mà chúng ta xét, xuyên qua diện tích chúng ta xét. Và như vậy nếu như chúng ta định nghĩa như thế, chúng ta chuyển sang cái ngôn ngữ của toán học thì nó chính là bằng điện trường nhân cho diện tích, cường độ điện trường nhân cho diện tích. Và tất nhiên là vì nó được tính thông lượng điện trường phi nè, nó được tính thông qua cường độ điện trường và điện tích đó, thì cái đơn vị của nó cũng thông và diện tích đó, thì đơn vị của nó cũng thông qua đơn vị của cường độ điện trường và diện tích. Trong trường hợp tổng quát hơn, nếu như trong trường hợp tổng quát hơn á, nếu như cái phương của cái vectơ cường độ điện trường nó không có vuông góc với cái diện tích mà chúng ta đang xét thì sao? Thì khi đó chúng ta phải xét cái góc giữa cái vectơ cường độ điện trường và cái vectơ pháp tuyến của cái diện tích. Thầy lấy ví dụ ở đây, thông lượng điện trường xuyên qua cái mặt này nè, xuyên qua mặt này. Bây giờ cái vectơ cường độ điện trường của chúng ta nó xuyên xuyên như thế này, nó hợp một cái góc là theta so với cái vectơ pháp tuyến của cái diện tích, thì khi đó thông lượng điện trường nó được tính là bằng vectơ cường độ điện trường nhân cho diện tích. Tuy nhiên bởi vì cái góc của nó không còn vuông nên chúng ta phải nhân thêm cos của góc tạo bởi vectơ cường độ điện trường và vectơ pháp tuyến của cái mặt. Như vậy khi mà chúng ta tính cho cái trường hợp tổng quát đó, thông lượng điện trường nó phụ thuộc tới ba yếu tố, là phụ thuộc vào vectơ cường độ điện trường, phụ thuộc vào diện tích và phụ thuộc vào góc theta. Do đó có nhiều trường hợp chúng ta có diện tích, chúng ta có vectơ cường độ điện trường nhưng mà thông lượng điện trường vẫn có thể không có. Lấy ví dụ như khi cái góc của chúng ta nó là 90 độ thì cos của 90 độ nó sẽ là không ha. Còn trong trường hợp cos của 90 độ bằng không thì chúng ta sẽ không có thông lượng điện trường nữa. Còn nếu như góc theta nó bằng không, cos của chúng ta nó đạt giá trị cực đại là một, thì khi đó thông lượng điện trường nó sẽ nhận lại giá trị ban đầu theo định nghĩa ban đầu của chúng ta. Được chưa? Tuy nhiên trong cái trường hợp mà tổng quát hơn nữa thì cái diện tích của chúng ta có thể nó không phải mà nó là các cái mặt cong. Mặt cong, nhìn cái mặt này giống như cái bề mặt ngoài của một cái củ khoai tây đó ha, đó, mặt cong. Thì bây giờ nếu như cái mặt mà chúng ta xét thông lượng điện trường mà nó là cong thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải chuyển nó về thẳng, phẳng thôi. Chuyển về phẳng bằng cách nào? Chúng ta sẽ chia cái mặt đó ra thành rất nhiều cái diện tích nhỏ. Mỗi ứng với cái diện tích nhỏ này thì chúng ta phải chia sao cho nó được xem là phẳng, chia nó nhỏ lại cho tới khi chúng ta xem nó là phẳng. Thì đối với mỗi diện tích như thế này chúng ta sẽ có các cái vectơ pháp tuyến và có các cái vectơ cường độ điện trường xuyên qua cái diện tích đó. Thì chúng ta cũng đi dùng cái công thức cơ bản lúc nãy chúng ta tính thôi. Đó là vi phân của vectơ thông lượng điện trường nó cũng bằng là vectơ E ở đây
nhân vector phát triển nhân cho góc tạo bởi vector ơ là vector phát triển. Thì cái phép nhân này chúng ta có thể chuyển nó thành phép nhân vector cho nó ngắn gọn hơn một chút, có nghĩa là biểu diễn cách viết khác thôi, chứ thật ra khi tính toán vẫn phải dùng cái công thức này thôi. Còn khi biểu diễn thì cái này ghi cái này ra thì chúng ta đỡ mất, đỡ phải ghi thêm cái dòng cos theta, thấy không? Ở đây là cái dấu vector, các bạn lưu ý nha. Và sau khi chúng ta tính thông lượng điện trường xuyên qua từng cái diện tích nhỏ nhỏ thế này, như vậy chúng ta phải cho nguyên cái diện tích này nó lan ra khắp nơi ở trên cái vật, lan ra nhé. Lan ra đó có nghĩa là chúng ta phải tính thêm các cái diện tích nhỏ khác, và sau đó chúng ta cộng lại, chúng ta ra được thông lượng điện trường tổng cộng. Chúng ta lấy sigma. Và tất nhiên, bởi vì cái phép chia này là cái ý chí chủ quan của chúng ta, chúng ta chia, nhưng mà về cơ bản thì cái mặt này nó liên tục. Và về cơ bản thì cái mặt này nó liên tục, có nghĩa là nó được cấu thành bởi rất nhiều cái diện tích delta A rất nhỏ phân bố một cách liên tục. Thì để thể hiện cho cái câu nói đó trong cái phép toán, chúng ta phải lấy lim của cái đại lượng delta A này, bởi vì nó rất nhỏ nên chúng ta sẽ lấy lim của cái delta A tiến về không. Và nguyên cái phép toán này thật ra nó chính là cái phép tích phân trên cái mặt. Như vậy bây giờ cái việc mà bây giờ đó là các bạn mới thấy là cái giá trị của cái tích phân mặt mà các bạn học bình toán nha. Chúng ta bình toán là chúng ta học tích phân mặt rồi, chúng ta mới thấy rằng là cái tích phân mặt bắt đầu nó có ý nghĩa đối với chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta xét đối với thông lượng điện trường mà nó xuyên qua một mặt cong kính. Thì đối với thông lượng điện trường xuyên mặt cong kính thì các bạn thấy rằng đoạn này đó, đoạn này thì điện trường đi vào vector phát triển thì nó lại hướng ra thế này. Như vậy đối với cái đoạn này thì thì điện trường đi vào thế này, vector phát triển hướng ra thế này, đúng không? Giống như hình dưới đây. Và có nghĩa rằng là chúng ta có cái góc theta nó sẽ lớn hơn 90 độ. Ở cái phía mặt bên cạnh này nè, phía bên cạnh như thế này, thì hoặc là đây, thì chúng ta có ứng với trường hợp vector thông lượng điện trường nó vuông góc với vector diện tích. Và ở phía ngoài, đây vector thông lượng điện trường, đây là vector diện tích, thì chúng ta sẽ có ứng với trường hợp góc theta nó nhỏ hơn 90 độ. Đó. Như vậy, bản thân khi chúng ta có một mặt cong kính thì vector cộng đồng điện trường và vector diện tích, vector pháp tuyến của vector diện tích, vector pháp tuyến của cái diện tích đó, chúng ta gọi ngắn gọn cái vector diện tích chỗ này luôn, vector diện tích, nó thay đổi phương tùy theo cái vị trí mà chúng ta xét. Cái góc của nó cũng thay đổi tùy theo cái vị trí mà chúng ta xét. Được chưa? Và tất nhiên khi các bạn chia nhỏ nó ra, các bạn làm cái phép toán tính thông từng cái thông lượng điện trường nhỏ vi phân, rồi thì các bạn lấy tích phân nó, thì chắc chắn rằng tích phân này là tích phân theo cái mặt cong kính, nó có cái đường dấu tròn này. Thì cái dấu tròn này có nghĩa là cái mặt cong này nó kín. Đó là cái cách mà chúng ta ký hiệu ở bên toán học người ta dạy chúng ta. Thì thay vì chúng ta đi tính tích phân của cái tích là hai vector đó, tại sao chúng ta có tích hai vector này lúc nãy thầy nói rồi, đó là người ta biểu diễn cho nó ngắn gọn lại là EDA cos theta, người ta biểu diễn thành hai cái vector này. Thì qua cái hình này trên này là các bạn thấy là người ta chiếu lên ha, chiếu qua. Thì thật ra đó là chúng ta đi lấy tích của cái tích phân của cái tích là delta A với EN. Bên này cũng vậy, delta A với EN. Tại vì vector E này các bạn chiếu xuống với góc theta rồi, chúng ta sẽ có EN. Còn chỗ này bằng không mất rồi, khỏi phải nói. Như vậy thì thay vì đi biểu diễn một phép tính vector hoặc là thông qua cos phức tạp, rồi chúng ta ghi ngắn gọn làm cách khác nữa là vector EN là vector có cùng phương
với vectơ diện tích DA. Rồi bây giờ đối với một số trường hợp đặc biệt, trường hợp là chúng ta có cái hình lập phương, thì để tính cái thông lượng điện trường thông qua cái hình lập phương này thì chúng ta cứ tính từng mặt thôi. Chúng ta có tổng cộng là 6 mặt đúng không? Thì vectơ cường độ điện trường nó đi theo cái phương chiều như thế này. Thì phía mặt bên đây, phía mặt bên đây thì chúng ta có thông lượng điện trường nó bằng là ơ nhân cho diện tích mặt bên đó, nó chính là L bình phương. Tuy nhiên, bởi vì khi ở bên đây đó, điện trường nó đi vào mà vectơ pháp tuyến hướng ra đó, hai cái này nó ngược chiều nhau á, nên nó có dấu trừ. Tương tự phía bên đây nó cũng là ơ L bình phương nhưng nó dấu cộng, tại vì nó tương ứng với trường hợp này. Thấy không? Còn các cái mặt bên thì nó bằng không hết, tại vì nó đều vuông góc, vectơ ơ và vectơ delta a nó đều vuông góc ứng với trường hợp này. Xin chào các bạn. Rồi trên hình đây là các bạn thấy là ông Friedrich Gauss, thì ông là một nhà nghiên cứu về về điện từ trường ha, rồi về lý thuyết số vân vân. Thì cái định lý Gauss này được rút ra là từ các tính toán, từ các tính toán nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi xét cái xét sâu vào cái bắt đầu chuẩn bị xét cái định lý Gauss nha. Thì để xét nó thì các bạn biết rằng là chúng ta xét cái trường hợp dễ nhất, đơn giản nhất, đó là đối với trường hợp chúng ta có một cái điện tích điểm Q, là chúng ta đã biết rồi, công thức tính điện trường chúng ta đã biết trước đó rồi. Bây giờ chúng ta thử tính thông lượng điện trường gửi qua một cái mặt cong, mặt cong nó bao trùm quanh cái điện tích Q này. Thì chúng ta làm cách nào? Chúng ta đã biết thông lượng điện trường nó bằng là KQ chia R phương rồi ha. Rồi cái diện tích mặt cầu này thì bây giờ chúng ta làm thử nhé. Chúng ta sẽ làm thử bằng cái phép toán là đi tính thông lượng điện trường xuyên qua đó. Đây. EDA. Rồi chúng ta sau đó chúng ta tính cái phần nguyên cái tích phân này nhá. Thì do cái tính chất đối xứng các bạn, tất cả các điểm ở trên mặt cầu này nó đều cách đều cái điện tích điểm Q. Do đó điểm này nó có độ điện vectơ cường độ điện trường có độ lớn như thế này thì các cái điểm khác cũng vậy. Các điểm khác cũng có cùng độ lớn. Miễn sao nó nằm trên mặt cầu này thì thôi. Và điều đó có nghĩa là vector, có nghĩa là giá trị của cường độ điện trường đó là nó không đổi theo diện tích A, do đó nó không phụ thuộc vào cái tích phân mà chúng ta có thể lấy ra ngoài luôn, lấy nó ra khỏi cái tích phân. Khi lấy ra khỏi tích phân thì hóa ra đi tính thông lượng điện trường là chúng ta đi tính cái diện tích của mặt cầu. Diện tích mặt cầu là 4 bi r bình phương, còn ơ thì lúc nãy là thầy nói rồi, bằng KQ chia R bình phương rồi. Các bạn thế vào các bạn sẽ ra được thông lượng điện trường nó bằng là diện tích chia cho epsilon 0. Epsilon 0. Epsilon 0 là một cái hằng số điện luôn ha. Đó. Thì các bạn thấy rằng cái điều rất là đặc biệt ở đây, thông lượng điện trường nó không có, sau khi chúng ta tính xong rồi nó không còn chứa các cái biến về không gian nữa, mà nó chứa duy nhất là độ lớn điện tích chia cho cái hằng số điện thôi. Chia các hằng số điện epsilon, hằng số điện môi thôi. Hằng số điện môi của không khí epsilon gì đó. Rồi, như vậy cái điều quan trọng ở đây các bạn lưu ý cho thầy là vét là thông lượng điện trường gửi qua một mặt cong kính thì nó bằng điện tích chia cho epsilon rồi. Đó. Như vậy chúng ta có thể tổng quát lên. Chúng ta có thể tổng quát lên cho một cái vật, cho một cái vật nào đó nó tích điện luôn, chứ không chỉ là điện tích không. Đó. Đó. Thì chúng ta tổng quát lên và giả sử rằng ở bên trong đó, nó ở bên trong của cái mặt cầu này, chúng ta có nhiều điện tích, nó có thể gây ra nhiều điện trường khác nhau, thì khi đó nó bản thân cái điện trường này nè, các bạn có thể dùng cái nguyên lý chồng chất điện trường để mà tính ra được
ha, do nhiều điện tích gây ra thì chúng ta có nhiều cái ơ thôi. Rồi chúng ta có thể sử dụng nguyên lý chống chất điện trường để chúng ta làm điều đó. Thì nhắc lại, lưu ý đối với đặc điểm của định lý Gauss, chúng ta có cái phát biểu của nó cũng như ý nghĩa nó là thông lượng điện trường gửi qua một mặt cong kính bằng tổng điện tích chứa trong mặt cong đó chia cho epsilon zero. Đó là cái phát biểu của định lý Gauss nha. Rồi bây giờ chúng ta có các cái mặt cong S1, S2, S3. Thì thông lượng điện trường khi các bạn chọn các mặt cong để các mặt Gauss để các bạn xét thông lượng điện trường thì như lúc nãy chúng ta tính ra đấy. Cái giá trị của thông lượng điện trường mà chúng ta tính ra được ở đây nó không phụ thuộc vào cái dạng của cái mặt cong. Các bạn không thấy không? Mặc dù chúng ta chọn cái mặt cong này là mặt cầu nhưng công thức tính ra không có liên quan bất kỳ cái thông tin nào liên quan tới mặt cầu cả. Do đó, cái việc mà chúng ta chọn cái mặt gâu có hình dạng bất kỳ hay mặt gâu có hình dạng là cầu thì chúng ta tính ra cái thông lượng điện trường đều như nhau. Cái kết quả tính nó đều như nhau. À, điều này cho phép chúng ta suy luận điều rằng là ôi thế thì muốn tính định lý Gauss chúng ta cứ việc lựa cái mặt nào mà nó đối xứng nhất mà chúng ta làm, hơi đâu mà chúng ta chọn chi cái mặt nó phức tạp. Ví dụ như chọn mặt cong bất kỳ không ai làm cả, chọn mặt cong S3 bất kỳ không ai làm, chúng ta chọn cái mặt cong là mặt cầu S1 chúng ta làm cho nó khỏe, bởi vì diện tích mặt cầu chúng ta có thể làm tính được, nhưng cái mặt cong bất kỳ đó tính cái diện tích bề mặt của nó là cũng mệt mỏi hơi tai, đúng không? Nhiều khi tính không được luôn. Rồi à, chúng ta cũng có cái công thức này, các bạn ghi tóm lại cái công thức tổng hợp tất cả từ đầu tới giờ của định lý Gauss nó thông qua công thức này. Các bạn lưu ý cái công thức này cho thầy nha, lưu ý công thức này à, lưu ý công thức này coi như là nó là biểu thức tổng hợp kết coi như là tổng hợp lại cái tính toán từ đầu cũng như cái bài giảng từ đầu tới giờ của thầy cho các bạn. Các bạn để ý công thức này để chúng ta có thể sử dụng nó để mà chúng ta tính toán. Thì đối với định lý Gauss, cái điều kiện áp dụng của định lý Gauss là gì? Thì các bạn để các bạn có thể áp dụng định lý Gauss thì cách tốt nhất là các bạn nên lựa chọn cái mặt lựa lựa những cái mặt mà đơn giản và chúng ta có thể dễ tính cái tính toán cái diện tích của nó. Ví dụ như các bạn có thể chọn cái mặt Gauss là mặt cầu nè, nên chọn những cái mặt mà đơn giản dễ tính toán và có tính đối xứng, ví dụ như mặt cầu, mặt trụ. Rồi mặt cầu, mặt trụ. Đôi khi nếu như mà điện trường đó là điện trường đều, nếu chúng ta gặp cái đường trường đều mà cái phương đều không đổi hết thì chúng ta có thể chọn là cái mặt của cái hình lập phương. Những cái trường hợp đó nó hiếm hơn ha. Rồi. Đó. À, chúng ta có thể khi mà chúng ta áp dụng định lý Gauss để chúng ta giải các bài toán, chúng ta nên lưu ý cái cách mà chọn mặt Gauss. Bởi vì chính cái cách chọn mặt Gauss nó sẽ quyết định cái việc mà chúng ta có tính ra được kết quả hay không. Các bạn chọn cái mặt Gauss là mặt phức tạp, mặt bất kỳ như cái mặt S2 và S3 thì chúng ta không bao giờ tính ra được kết quả. Rồi, bây giờ chúng ta lấy ví dụ để tính cái áp dụng định Gauss để tính cái điện trường gây ra bởi quả cầu mang điện. À, bữa trước trong cái chương 1 thầy nói các bạn đó là đối với quả cầu mang điện thì chúng ta có thể xem nó giống như một cái điện trường, vector của điện trường bên ngoài quả cầu, có thể xem giống như là điện trường gây ra bởi một điện tích điểm đặt tại tâm quả cầu đó. Thì hôm nay chúng ta thử chứng minh điều đó nhé. Thì đối với quả cầu mang điện tích Q nó có bán kính là A nhỏ, điện tích là Q bán kính A nhỏ, thì nó đặt trong cái không gian thế này. Thì
chúng ta sẽ chọn cái mặt gâu là mặt đối xứng và mặt đơn giản để dễ tính, thì ở đây chỉ có mặt cầu là mặt đối xứng nhất đối với quả cầu này, và nó là cái mặt phù hợp nhất đối với quả cầu này, tại vì đây là quả cầu mà chúng ta chọn mặt cầu là hợp lý. Thì mặt Gauss là mặt cầu, và các bạn để ý, lưu ý rằng mặc dù chúng ta chưa biết điện trường phân bố bởi cái mặt cầu này trong không gian như thế nào, có phương như thế nào, nhưng lưu ý một điều cho thầy là bởi vì tính đối xứng nên ở tất cả các điểm trên mặt cầu này, vector cường độ điện trường nó phải có cái độ lớn như nhau và cái quy luật của vector cường độ điện trường nó phải giống nhau. Hay nói khác hơn là nó chỉ có thể có phương là phương dọc theo phương của bán kính. Nếu như quả cầu này, giả sử quả cầu này tích điện tích dương đi, để chúng ta có thể vẽ ra được cái chiều của cái vector cường độ điện trường. Và chỗ này mà nó hướng ra được như thế thì chắc chắn ở đây nè các bạn, nó cũng phải hướng ra. Tất cả mọi nơi nó đều hướng ra, được chưa? Để chúng ta phải biết, chúng ta phân tích cái phương chiều của vector cường độ điện trường để chúng ta dùng cho được cầu. Bây giờ chúng ta áp dụng định lý Gauss, thông lượng điện trường bằng tích phân EDA. Rồi, mà nhìn vô hình này chúng ta thấy rằng là đối với cái mặt Gauss thì cái vector diện tích nó cũng hướng ra ngoài. Cái mặt cầu á, vector diện tích của tại các điểm của cái mặt cầu này nó đều cũng hướng ra ngoài. Do đó E và DA này nó cùng phương cùng chiều, chúng ta bỏ dấu vector đi. Thì tính theo định lý Gauss, thông lượng điện trường nó bằng tổng điện tích bên trong chia cho epsilon 0. Chúng ta tính ra được diện tích. Rồi ơ nó không đổi ha, do đó các bạn rút ơ ra ngoài bằng tính diện tích mặt cầu. Rồi các bạn chia xuống diện tích mặt cầu là gì? 4 pi r hình phương. Đúng không? Rồi diện tích mặt cầu bên đây là 4 pi r hình phương. Tính xong bạn chia xuống đây thì bạn sẽ ra được giá trị ơ. Đấy. Cuối cùng ta rút được giá trị ơ thông qua cái việc áp dụng định lý Gauss. Nó bằng cái gì? Quy chia 4 pi epsilon 0 cho r bình phương. Trong đó 1 trên 4 pi epsilon 0 chính là hằng số điện K ơ. Như vậy, vector cường độ điện trường gây ra bởi quả cầu tại một cái điểm bên ngoài quả cầu đó thì nó bằng là quy K quy chia r bình phương. Giống như công thức tính vector cường độ điện trường của một điện tích điểm. Bây giờ là chúng ta dùng định lý Gauss để chúng ta xác minh lại cái điều mà thầy đã nói trong chương trước. Nhưng trong trường hợp chúng ta cần tính vector cường độ điện trường bên trong quả cầu thì sao? Hãy lưu ý đây là quả cầu, một con quả cầu, quả cầu này thầy xem nó là quả cầu điện môi nha. Có nghĩa là sao? Quả cầu điện môi có nghĩa là tất cả điện tích điện môi mà điện tích nó phân bố đều ở trong quả cầu này hết ha, phân bố đều hết. Thì đối với cái quả cầu trong trường hợp mà chúng ta xét cái bán kính mà chúng ta cần tính với vector cường độ điện trường á, nó nằm bên trong quả cầu thì sao? Thì chắc chắn rằng chỗ này là vector cường độ điện trường gây ra chỗ này là thì do cái phần điện tích bên trong này gây ra. Mà phần điện tích bên trong này đó là nó nhỏ hơn điện tích tổng cộng của quả cầu. Lưu ý nha. Và các bạn cũng có thể tính nó nếu như là chúng ta biết được rằng nó phân bố điện tích bên trong này nè, nó phân bố đều á, thì chúng ta cứ tính bằng là cái thể tích của nó nhân cho cái nhân cho mật độ điện tích. Bằng cái thể tích nhân cho mật độ điện tích thì chúng ta sẽ ra được cái điện tích bên trong. Thì các bạn dễ dàng các bạn tính được không? Cái thể tích của cái quả cầu này là bao nhiêu? Chúng ta có thể tính được thể tích quả cầu. Thể tích của quả cầu, các bạn tính của quả cầu quy, tức là chúng ta sẽ tính là bằng là quy y, quy in á, nó bằng là v, v này là v in, ha, nhân cho mật độ điện tích rho. Mật độ điện tích rho thì bằng gì các bạn? Rho thì nó bằng là chúng ta tính là v in là 4 phần 3 b r mũ 3 không? Rồi. Trong khi đó rho nó bằng là gì ha? Bằng quy lớn. Đúng không các bạn ha? Quy lớn chia cho gì?
chia cho thể tích quả cầu lớn bằng là 4 phần 3 bi a mũ 3. Ok, như vậy là chúng ta chuyển sang là nó liên quan tới quy chia a mũ 3 đó, quy chia a mũ 3. Như vậy chúng ta có bi in nó bằng như thế. Chúng ta xử cái này đi. Nó sẽ có R mũ 3 quy chia a mũ 3. Cái chỗ này nó có thể là nó nhầm lẫn một chút, các bạn coi xem nhé. Rồi, thì chúng ta sẽ áp dụng cái định lý Gauss. Định lý Gauss ở đây, định lý Gauss bằng gì? Cũng là công thức kinh điển phải không? Rồi, bằng quy in chia cho epsilon 0. Rồi, trong đó quy in thì các bạn thế bằng cái gì các bạn? Cũng là công thức là gì? Bằng quy in. Sau khi tính định lý Gauss chỗ này, chúng ta có ơ nó cũng bằng là quy in chia cho 4 bi epsilon 0 r bình phương. Không? Rồi các bạn thế quy in là gì? R mũ 3 quy chia a mũ 3. Rồi các bạn thế vào, các bạn khử R mũ 3 với R bình đi, chúng ta còn R. Đúng chưa? Quy viết lại phía dưới a mũ 3. Còn 4 bi epsilon 0, 1 trên 4 bi epsilon 0 chính là K. Như vậy, đối với trường hợp quả cầu điện môi tích điện đều thì điện trường bên trong quả cầu nó phụ thuộc vào gì? Giá trị R ở đây. Nó phụ thuộc giá trị R. Hay nói khác hơn là cái R càng lớn cho tới R nó đi từ đây tới A nè, cho tới khi R nó đi từ 0 cho tới A đó thì điện trường nó tăng dần lên. Còn tới khi ra bên ngoài rồi đó thì sao các bạn? Ra bên ngoài thì nó lại tỷ lệ nghịch với bình phương R bình phương. Tỷ lệ nghịch với R bình phương. Như vậy chúng ta có thể biểu diễn cái điều mà thầy vừa nói thông qua cái đồ thị như sau. Điện trường gây ra bởi quả cầu mang điện, chúng ta có hai cái đồ thị nó chia thành hai giai đoạn nè. Hai đoạn. Từ tâm tới một cái điểm có bán kính R thì điện trường nó bằng là KQ chia A mũ 3 R, và điện trường nó tăng một cách tuyến tính, tăng hàm bậc nhất là đường thẳng đó đối với R. Tuy nhiên sau khi ra khỏi bề mặt quả cầu, điện trường bắt đầu nó giảm theo bình phương khoảng cách. Bây giờ chúng ta sẽ xét một cái ví dụ khác, là chúng ta đi tính cái vector cường độ điện trường gây ra một cái sợi dây, gây ra bởi cái sợi dây dẫn thẳng dài vô hạn. Thì ở đây là chúng ta có sợi dây nè các bạn. Còn cái mặt xanh xanh phía ngoài này đó là cái cách mà chúng ta sẽ chọn cái mặt Gauss nhé. Rồi. Thì các bạn có cái sợi dây dẫn thẳng dài vô hạn, nghĩa là nó còn dài nữa. Dài nữa xuống đây rồi chúng ta vẽ hoài không hết thôi, chúng ta vẽ một đoạn trên đây thôi. Và điện tích tích trên sợi dây này được xem là tích đều, và điện tích nó được điện tích dương đó. Và bởi vì cái sợi dây này dẫn này nè, nó thẳng dài vô hạn nên là cái điểm nào các bạn cũng thể xem là trung điểm hết á. Đúng không? Điểm nào trên sợi dây cũng là trung điểm hết. Đúng chưa? Và tất cả các đường thẳng mà vuông góc, cái đoạn thẳng mà vuông góc với sợi dây nè thì luôn luôn là đường trung trực, đúng không? Tại vì cái sợi dây nó dẫn thẳng dài vô hạn mà. Thì chúng ta lập luận như thế, có nghĩa rằng bất kỳ cái đường nào mà nó vuông góc với cái sợi dây này nó đều là đường đối xứng, và chính cái đường đối xứng đó là cái đường mà nó chỉ cái phương của vector cường độ điện trường. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái sợi dây thẳng dài vô hạn thì nửa bên đây điện tích dương, thì các bạn cứ vẽ ra, các bạn vẽ điện tích dương phải không? Giả sử như xét ngay điểm này đi, thì các bạn phân tích ra nè, vector cường độ điện trường nó như thế này. Thì bên đây cũng giống y chang vậy, đối xứng qua phải không? Đối xứng qua điều chỗ này, bạn cũng có phần điện tích dương đó, vẽ đối xứng ra. Rồi sau khi bạn chiếu lên hai phương, chiếu lên đây đó, thì các bạn có được là hai cái vector cường độ trường giống nhau, hướng ra như vậy. Còn phía cái phương mà song song với sợi dây này đó, bạn chiếu qua đó thì bạn có được hai cái vector cường độ điện trường
nó ngược chiều nhau là nó khử nhau, mất đi. Thành ra tóm lại đó là cái vector cần được đến trường là nó sẽ có phương vuông góc với sợi dây. Tại khi chúng ta chiếu này kia, các cái phương mà song song sợi dây nó khử nhau rồi, đúng chưa? Và cái việc mà chúng ta biết được cái phương của vector cần được điện trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng các bạn ạ. À. Tại vì chúng ta phải biết được cái phương của nó để chúng ta tính cái định lý Gauss giống vậy, để chúng ta bỏ cái tích phân, bỏ cái dấu vector bên đây nè, cái nhân vector nè. Đúng chưa? Rồi đối với cái sợi dây này, nó không có đối xứng cầu, mà nó có đối xứng trụ. Thành ra mặt Gauss để chọn cái mặt đơn giản nhất, ha, chúng ta chọn nó là mặt trụ. Được chưa? Nó là mặt trụ. Thì mặt Gauss bây giờ nó là mặt trụ thì nó có trục đối xứng cũng chính là cái sợi dây dẫn này luôn. Cũng chính là sợi dây dẫn này luôn. Thì các bạn có thể chọn bản thân cái sợi dây dẫn, các bạn có thể chọn là nó có chiều dài L bất kỳ. Nhưng R này thì nó chính là bằng khoảng cách từ sợi dây tới cái điểm mà chúng ta cần tính cái vector cần được điện trường. Được chưa? Rồi, tất cả điều kiện về hình vẽ chúng ta đã được giải thích và chúng ta mô tả hết ở đây rồi. Thì bây giờ chúng ta áp dụng định lý Gauss, công thức kinh điển là như thế này. Và với cái hình vẽ này, cách chọn này thì chúng ta có vector A, vector E và vector DA nó cùng phương cùng chiều. Thành ra chúng ta bỏ cái dấu vector đi luôn sau khi chúng ta nhân vô hướng với nhau. Rồi, công thức chúng ta nó cũng là Q chia cho epsilon 0. Và khi đó, đó là các bạn biết, bởi vì do tính đối xứng nên E tất cả các điểm trên cái mặt này nó như nhau và các bạn đưa E ra ngoài. Hóa ra chúng ta đi tính diện tích bề mặt của cái hình trụ. Diện tích bề mặt hình trụ thì các bạn rất là dễ, các bạn xem đây như lon sữa bò đi, các bạn cắt ra. Rồi các bạn cắt, các bạn trải nó ra đi, trải nó ra cái hình gì? Hình chữ nhật. Rồi các bạn tính diện tích nó thì chỉ bằng là chiều cao L. Đây là L nè. Cái này bằng trải ra đó thì nó chính là chu vi đường tròn 2pi R nè. Như vậy diện tích nó là L nhân 2pi R. Đây, 2pi R như là thể vô. Cái chỗ này điện tích thì tính theo mật độ điện dài, bữa trước thầy có giải thích cho các bạn rồi ở phần chuyên trước. Bằng lambda nhân L, cuối cùng bạn rút ra được biểu thức E nó bằng là 2k E lambda chi R. Rồi bây giờ chúng ta đi khảo sát cái trường hợp mà khác nữa là đối cái trường hợp mà đối xứng thông qua một cái mặt phẳng rộng vô hạn. Thì ở các cái phần trước này nè các bạn đã học về đối xứng cầu rồi ha, đối xứng cầu. Rồi học về cái sợi dây dẫn thẳng dài vô hạn rồi. Bây giờ đối với một cái mặt phẳng rộng vô hạn thì sao? Thì đối với mặt phẳng rộng vô hạn này nó không có đối xứng cầu, do đó chúng ta không thể chọn mặt Gauss là mặt cầu được. thì ở đây chúng ta có thể đề xuất cái cách là chúng ta chọn mặt trụ đi. Ha, mặt trụ là đối xứng trụ, thì mặt trụ là giống như cái hình vẽ trên đây các bạn. Cái phần đứt nét này nè là nó nằm phía bên trong. Còn cái phần xanh này các bạn thấy nè, nó nằm phía bên ngoài. Và cái mặt phẳng rộng vô hạn này chúng ta có thể xem nó là mặt đối xứng của cái mặt trụ mà chúng ta đang xét. Được chưa? Và cũng tương tự như cái phần sợi dây dẫn thẳng dài vô hạn đó, thì cái mặt phẳng này đó, bởi vì nó rộng vô hạn nên bất kỳ cái đoạn đường thẳng nào đó mà xuyên qua nó, bất kỳ một cái đường thẳng nào mà xuyên qua nó vuông góc với nó đều là cái trục đối xứng của nó cả ha. Thì cũng cái lập luận tương tự như đối với cái trường hợp sợi dây dẫn thẳng dài vô hạn đó. Thì chúng ta sẽ có cái vector E đó các bạn. Nó cũng phải chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là nó vuông góc với mặt phẳng rộng vô hạn này mà thôi. Do cái tính đối xứng của cái mặt phẳng này.
Nên là vector luôn luôn có phương vuông góc với mặt phẳng, và tất nhiên là nó luôn luôn có chiều hướng ra xa cái mặt phẳng, bởi vì điện tích của cái mặt phẳng ở đây nó là điện tích dương. Được chưa? Rồi, chúng ta đã lập luận về cái phương của vector E, thì cái điều này rất là quan trọng nha các bạn. Điều này rất là quan trọng, bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta không biết được cái phương của vector E thì chúng ta không có thể nào mà bỏ đi cái tích vô hướng được, bỏ đi cái dấu vector trong cái tích vô hướng được, đúng không? Rồi sau khi chọn mặt Gauss xong, rồi chọn và lập luận ra được vector E xong thì mình áp dụng định lý Gauss thôi. Áp dụng định lý Gauss. Định lý Gauss thì chúng ta có là phi E bằng tích phân của E dA đối mặt cong kính. Tuy nhiên cái mặt cong của mình này nó khá là đặc biệt, nó bao gồm hai cái đáy, hai cái mặt đáy và một cái mặt bên. Mà hai mặt đáy và hai mặt bên này là hai mặt mà có các vectơ dA nó không giống nhau. Ví dụ như đây là chúng ta có dA nó hướng thế này, mặt bên thì nó có dA là hướng ra thế này. Đó. Và tất nhiên là đối mặt bên thì vectơ hướng như thế này, thì giữa vectơ vectơ dA nó vuông góc với nhau. Được chưa? Còn đối với mặt đáy thì dA và vectơ nó lại cùng phương cùng chiều với nhau. Thành thử ra chúng ta sẽ phải chia tiếp tục chỗ này là thành là tích phân của E dA mặt bên cộng tích phân E dA mặt đáy. Tuy nhiên chúng ta có hai cái đáy, do đó chỗ này phải là số 2. Được chưa? Và ở mặt bên nó dA và E nó vuông góc với nhau đó, nên là chỗ này nó bằng nhiêu? Không, tích vô hướng của nó bằng không, các bạn chỉ còn là 2 E dA mà thôi. Và cũng trên cái hình vẽ này dA và E nó cùng phương cùng chiều, do đó trong cái tích vô hướng này các bạn bỏ vector đi. Và tất nhiên E này nó có độ lớn đó các bạn, cái độ lớn của E đó là nó đều giống nhau ở trên cái mặt đáy này nè. Tại mặt đáy này nó cách đều cái mặt phẳng này mà. Nên tất cả các điểm trên đây nó như nhau cả, và vector E nó độ lớn đều giống nhau cả. Do đó, sau khi chúng ta bỏ dấu vector xong, chúng ta lấy vector, chúng ta lấy giá trị E ra ngoài luôn. Chúng ta sẽ có 2 E tích phân dA. dA này là gì? Nó chính là diện tích mặt đáy. Thì ghi nó lại là 2 E A luôn. Và áp dụng định lý Gauss, thông lượng điện trường phi E nó phải bằng gì? Điện tích chứa trong mặt Gauss. Điện tích chứa trong mặt Gauss thực ra nó chỉ là phần điện tích này thôi. Nó là phần diện tích này ở trên cái mặt phẳng á. Cái phẳng này nè ha, đó, cái phần diện tích này thôi. Phần diện tích này thì các bạn là để tính được cái điện tích của phần diện tích này thì các bạn chỉ cần lấy là gì? Là sigma là mật độ điện mặt nhưng cho diện tích này, thật ra diện tích này với diện tích đáy này nó giống nhau luôn nè, đúng không? Nếu như chúng ta gọi diện tích đáy này là A thì chỗ này chúng ta cũng có như là tổng điện tích nó là sigma A chia cho rồi sigma A, không? Rồi thì áp dụng định lý Gauss, chúng ta có thông lượng điện trường bằng tổng điện tích chia cho epsilon 0. Từ đó bạn dễ dàng rút ra được cái giá trị E nó bằng là sigma chia cho 2 E zero. Cái công thức chỗ này rất đẹp các bạn ạ. Công thức chỗ này rất đẹp. Đẹp ở chỗ là gì? Cái giá trị của vector cường độ điện trường nó không phụ thuộc vô khoảng cách từ cái điểm mà chúng ta tính điện trường cho tới cái mặt phẳng. Nó không phụ thuộc vào cái khoảng cách đó. Như thế nghĩa là sao? Nó không phụ thuộc khoảng cách này nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà chúng ta gặp mặt phẳng rộng vô hạn thì ôi khỏe quá, chúng ta không cần quan tâm tới tới cái chỗ mà tới 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 cái giá trị khoảng cách, và có nghĩa là điện trường này nó là một dạng điện trường đều. Vậy thì cái điện trường mà xung quanh ha, điện trường mà nó gây ra bởi một cái mặt phẳng rộng vô hạn là một loại điện trường đều. Điện trường đều, điện trường
Điện trường đều này tìm thấy ở đâu? Ở trong các cái bảng tụ của cái bảng điện cực của cái tụ điện phẳng song song đó các bạn. Thì đối với cái tụ điện phẳng song song đó thì cái khoảng cách giữa hai cái điện cực đó, của cái tụ điện đó, nó rất là nhỏ. Khoảng cách này nè rất là nhỏ so với kích thước của cái tụ này. Do đó chúng ta có thể xem như cái tụ này nè, cái bề mặt của tụ này nó là rộng vô hạn, trừ các cái mép này ra thôi, trừ các cái mép ra thôi, trừ các cái mép. Còn phía bên trong này nè là chúng ta xem cái tụ này nó rộng vô hạn. Thành ra là chúng ta thường hay nghe nói tới điện trường ở bên trong tụ điện đó là điện trường đều. Điện trường đều thì chỗ này điện trường cũng bằng chỗ này, và bằng chỗ này, bằng mọi nơi, được chưa? Đó, cái điện trường đều chỗ này rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta xét luôn là cái trường hợp mà chúng ta có cái điện trường mà xuyên qua trong cái vật dẫn ha, đối vật dẫn mang điện nằm trong điện trường thì nó có cái tính chất gì? Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện nằm trong điện trường. Thì các cái vật lúc nãy mà thầy nói các bạn đây đó là các cái sợi dây dẫn nè, các cái mặt phẳng nè, các sợi dây dẫn nè, đây nè ha, các sợi dây dẫn đây nè, rồi quả cầu này nè, hãy nhớ cho thầy đó là các cái vật điện môi. Ở đây nè, nó là điện môi nha, nó không phải là vật dẫn, có nghĩa là nó làm bằng các vật cách điện, nhưng người ta có một cách nào đó người ta tích điện vô nó, tích điện, nhưng tích điện mà các cái điện tích là nó bị định xứ ở trong vật này, nó không có chạy đi được, nó chỉ phân bố ở trong đây thôi. Còn đối vật dẫn thì sao? Vật dẫn thì là vật dẫn là vật kim loại đó, thì chúng ta khi chúng ta tích điện cho nó thì cái chuyện nó sẽ khác đi, được chưa? Rồi thầy lấy ví dụ đây, cái hiện tượng xảy ra sẽ khác đi. Ví dụ các bạn có một cái thanh kim loại, cái thanh kim loại như thế này, nó nằm trong điện trường. Khi các bạn đưa nó nằm trong điện trường thì dưới tác dụng của điện trường thì các bạn thấy toàn bộ các điện tích âm nó sẽ bị dồn về phía này, và các điện tích dương nó sẽ dồn về phía này. Bên trong này là gì? Dù cho bên trong này nó có kim loại nó cũng chẳng còn điện tích nữa, tại vì điện tích nó chạy tự do mà. Nó chạy tự do thì nó cứ hướng về tới đây, nó hết chạy được thì nó nằm đây, nó dồn hết về bề mặt, nó dồn hết về bề mặt, còn thấy chưa? Đó, đối với điện trường, đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện nó có đặc điểm như thế. Khi nó nằm trong điện trường thì toàn bộ điện tích của nó sẽ dồn ra bề mặt của vật dẫn, được chưa? Rồi cái này là các cái ví dụ mà lúc nãy thầy giải hết các bạn rồi đó. Rồi bây giờ đối với cái quả cầu mang điện đó, đối với cái này là họ không có nói tới nhưng mà thầy nói các bạn luôn. Rồi đối với một cái mặt bất kỳ đi, một cái mặt bất kỳ, ở đây chúng ta có một cái mặt phẳng, một cái mặt bất kỳ, thì một cái vật dẫn bất kỳ, vật rắn dẫn bất kỳ, thì khi chúng ta tích điện cho nó thì các bạn hãy lưu ý, khi chúng ta tích điện cho nó thì toàn bộ điện tích nó cũng sẽ chỉ dồn ra ngoài bề mặt nha các bạn, giống như trường hợp này đây. Khi chúng ta tích điện cho nó, toàn bộ điện tích nó sẽ dồn ra bề mặt, dồn hết ra bề mặt ngoài này, được nha các bạn, dồn hết ra bề mặt. Và khi cái quy tắc mà điện tích mà nó dồn ra bề mặt như thế này đó, mà khi chúng ta tích điện cho nó đó thì nó cũng có cái đặc điểm là nó phụ thuộc vô cái hình dạng của vật dẫn. Đối với những chỗ mà có hình dạng là cái đường kính cong của nó lớn thì mật độ điện tích nó sẽ ít, nó sẽ nhỏ. Tuy nhiên đối với chỗ mà đường kính cong nó nhỏ thì mật độ điện tích nó sẽ lớn hơn. Và người ta khi khi người ta biết được cái điều này đó, người ta ứng dụng cũng 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 có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, đó là người ta sử dụng các cái hiệu ứng về mũi nhọn, hiệu ứng mũi nhọn các bạn. Hiệu ứng mũi nhọn tức là
chúng ta biết rằng là nếu như chúng ta có cái mũi nhọn thế này thì tất nhiên là cái chỗ này nè là điện tích tập trung rất nhiều và điện trường, nếu như chúng ta tích điện cho cái vật dẫn này đó thì chỗ này điện tích tập trung rất nhiều, điện trường chỗ này nó rất là lớn ha. Và ứng dụng cái điều này người ta làm cái cột thu lôi. Cột thu lôi thì các bạn thấy ngay cái cột thu lôi đó là cái đầu cột nó sẽ nó cũng có dạng mũi nhọn. Hoặc các bạn có thể nhìn thấy các cái thiết bị đối với bảo vệ đó, người ta có các thiết bị hỗ trợ đó là các các thiết bị mà phóng điện á, ha, thì các cái đầu phóng điện đó các bạn nó cũng có dạng là mũi nhọn đấy nhá. Các đầu phóng điện ở trong các cái thiết bị hỗ trợ của bảo vệ công an đâu đó ha, thì người ta gọi là cái máy chích điện ha, máy phóng điện đó, thì cái đầu của nó cũng có dạng mũi nhọn ha. Hoặc là theo trong trong hiện giờ hiện tại đó, thầy đang có hướng dẫn một cái nhóm sinh viên là đang làm nghiên cứu khoa học đó. Thì các bạn đó nghiên cứu về cái việc mà tạo ra cái plasma lỏng ha, thì thông qua cái hệ thí nghiệm là cái bộ điện hóa đó. Thì cái điện cực mà thầy dùng để tạo ra cái plasma lỏng đó thì nó cũng phải có dạng mũi nhọn thế này. Là thầy dùng cái hiệu ứng mũi nhọn để tạo ra cái điện trường chỗ này rất lớn, làm cho plasma hóa ở cái vùng mà làm cho cái điện trường chỗ đó rất lớn đó. Thì khi mà cái thí nghiệm điện hóa nó xảy ra thì chắc chắn sẽ có các cái chất khí nó bay lên các bạn, và nó bị các chất khí này nó bị plasma hóa ngay cái chỗ đó luôn. Xong nó vừa xuất hiện cái là nó bị plasma hóa liền và nó xuất hiện màu sáng lên, có plasma xuất hiện sáng lên liền. Đó. Rồi thì bây giờ các bạn đây là cái bài tập ví dụ ha, bài tập ví dụ mà chúng ta có thể về nhà chúng ta làm, chúng ta xem thêm là ứng dụng cái định lý Gauss để chúng ta tính cái vector cường độ điện trường ở các vị trí như là số 2 nè, vị trí số 1 ha, bên trong là nãy tính rồi, vị trí số 2, vị trí số 3, vị trí số 4. Tuy nhiên tính này cho cái vật dẫn nha các bạn, vật dẫn. Thì đối với vật dẫn các bạn lưu ý, đối với vật dẫn mang điện thì điện tích nó sẽ dồn hết ra bề mặt. Như vậy nếu như tính ở vị trí số 1 tức là bên trong qua cầu này thì theo đố các bạn, bây giờ các bạn chưa tính nhưng đố các bạn thông lượng điện trường trong đây bao nhiêu? Các bạn nói thầy xem thông lượng điện trường nó sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ bằng không đúng không? Tại vì bên trong này không có điện tích. Đây là vật dẫn nha. Còn các cái mà các bạn học, thầy tính lúc nãy đó cho các bạn đó. Đây nè, đối vật này nè, vật này không phải là vật dẫn bởi vì điện tích nó phân bố đều ra đây luôn, nó không phải là vật dẫn, nó không phải là quả cầu kim loại đâu. Nó là quả cầu gì đó ha, có thể là quả cầu không phải là quả cầu mang điện. Quả cầu điện môi mà người ta tích điện vào cho nó để các cái điện tích nó định xứ ở trong quả cầu luôn. Rồi, như vậy chúng ta có thể là chúng ta tính được cái vector cường độ điện trường nằm ở các vị trí là số 1, số 2, số 3, số 4. Thì ở đây nó có kết quả đó các bạn. Ở đây kết quả này là người ta tính là cho trường hợp này là trường hợp có hai trường hợp nha. Trường hợp này là trường hợp quả cầu không ăn điện. Quả cầu vật dẫn và quả cầu điện môi thì nếu như đây là vật điện môi đó. Nếu như quả cầu điện môi thì bên trong này nó vẫn có điện tích tính theo cái công thức này lúc nãy là các bạn thầy tính cho các bạn rồi. Hay à. Còn nếu như nó là đây là điện môi ha. Chúng ta đưa hai trường hợp luôn đi, điện môi, quả cầu điện môi. Thì là như thế. Còn nếu như nó là quả cầu vật dẫn, nó là vật dẫn thì sao? Thì chỗ này nó là không. O1 bằng 0 rồi, chúng ta chia hai trường hợp luôn. Còn cái trường hợp
Còn vị trí số 2, số 3, số 4 thì không quan trọng. Đó, điện môi hay vật dẫn gì thì đều tính ra cái biểu thức này hết. Các bạn về các bạn xem thêm cách tính ra cho thầy. À, nó áp dụng tất cả những gì từ nãy tới giờ thầy dạy cho các bạn đó. Rồi, cái bài học của cái chương này đó là tới đây là kết thúc rồi. Các bạn về nhà các bạn làm bài tập cho thầy ha.